Yeah. Hello, em tên gì đây không phải thân đâu. Có bạn trai chưa, đẹp đã tính sao. Sao lại bắn vào tim, ăn đâu phải lấn đâu. Thôi nói thêm vài câu mà công lại dính nhau. Đừng con em nhiều hơn cả đường đua. Ăn không đùa với sắc đẹp vì ăn thường thua. Nếu xinh đẹp như vậy là trái luật. Anh sẽ dắt anh thẳng lên phường luôn. Cầm thuốc chợ tin gặp bác sĩ. Nói với anh đi nhưng là nụ cười em đó. Cứu anh em mới khoan đi anh nghĩ anh cần sự hô hấp. Là em tạo không phải nhân tạo. Nhìn đôi môi này không rung động chắc chắn là anh sợ. Em ơi anh lạc rồi. Dừng lại cho anh hỏi em muốn về tôi.